Rồi, bây giờ lên chiếc Aptor nha, hướng dẫn cho bạn ấy ve nha. Nãy ve rồi, trời, ông này cũng ve xấu quá, thấy không? Mình lên Aptor nha các bạn ha. Gấp to. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên phải luôn ha. Lý do con bảo vệ bên kia mình sẽ quay bên phải. Em cứ đi lên cái vai em, chùm cái đầu xe em đánh lái, rồi em ngó cái đuôi rồi đánh lái. Đúng rồi, buông thẳng ra đi, em cứ đánh lái bình thường. Rồi em ngó cái đuôi xe mình, cái kiến nữa. Đi, không dướng thì đi ra tiếp. Đó, ha. Ok không? Đúng nha, nhớ nha, cái vai mình chùm cái đầu là đánh lái nha. Tại cái đầu xe mình dài. Rồi, sẵn vô nhà xe này luôn. Tiến lên. Đó, ngay xe này, đầu tiên em cho xe mình sát vô nhà xe. Sát vô cái đầu xe đó. Mình mượn cái xe trước nha các bạn ha. Bây giờ mình đang hướng dẫn cho xe là xe lớn luôn nha, chiếc Raptor nha. Sát vô nữa đi em, sát vô nữa. Ồ, đúng rồi. Rồi, vai giữa. Rồi, hết lái qua. Giờ em tiến lên, coi cái đuôi xe mình. Đặc biệt ở đuôi xe mình sẽ trùng ngay chỗ giữa mâm luôn. Tiến lên. Nữa. Rồi, dần, hết lái vô. Ở cái đuôi xe mình là trùng ngay giữa mâm luôn nha các bạn. Mâm cái đó mâm sau. Đúng rồi. Mâm đó là mâm của xe kia chứ. Xe đen đúng không? Đúng rồi, mâm trước của xe đen chứ. Rồi, nhiệm vụ em cứ ngó đây cho thầy. Đúng, các bạn cứ ngó đây. Đó, thấy không? Ok không? Rồi ngó bên kia. Vô được thì ngó bên kia. Thấy không? Không dướng. Đúng rồi, em cứ ngó. Cứ để nguyên lái. Rồi lui. Lui tiếp. Bên đây không dướng thì ngó bên kia. Đó, camera quay vô đẹp nè, thấy các bạn không? Tiếp tục. Không dướng đâu em. Tiếp tục. Thấy chưa? Đó không? Rồi, ngó bên kia. Song song là thắng. Đó. Nữa. Song song chưa? Rồi, dần. Song song chưa? Em thấy cái bên trái nó rộng hay là bên nào rộng? Bên trái nó rộng. Rộng đúng không? Em tiến lên đi rồi thầy chỉ. Trả lái thẳng đi. Rồi. Bây giờ bị rộng nè đúng không? Tiến lên. Nữa. Lên trên. Nữa, lên thẳng lên. Rồi, bây giờ em muốn đua xe đi vào đâu? Có phải bên trái không? Đúng rồi. Rồi, nghiêng qua bên trái, nửa vòng. Rồi lui xuống. Lui xuống. Đúng rồi. Lui xuống. Nữa rồi nghiêng lại bên phải nửa vòng rồi lui. Đó vậy thôi. Nữa, song song là thắng. Nữa. Rồi nhẹ nhàng, đúng không? Rồi cái bánh mình cứng vô cái lề là mình dừng. Cái hoa cái lề mà cái gọi là cái đó cục G. Rồi em trả lại thẳng nhích nhẹ lên chút xíu. Lý do cái bánh đừng để cho nó cứng rồi. Rồi dừng. Được chưa? Ok, bên đây rộng nha. À, tại vì gấp to mà bự mà các bạn ha. Đó, bên đây cũng vậy. Thấy chưa? Ổn không? Đó, cho các bạn ha. Nó có những cái kỹ năng. Rồi bây giờ em ra em qua bên kia em về cái. À, qua bên xe đậu. Đúng rồi. Cái vai của em phải qua ngang trong cái đầu xe mới đánh lái. Rồi hết lái. Rồi ngó kiến. Coi nó dướng không? Không dướng đúng không? Rõ ràng không? Không dướng. Rồi ngó đầu trên, có dướng không? Không dướng. Ừ đó, chứ mà em mà lên cao quá nó dướng. Đó. Từ từ, coi chừng cái đuôi xe. Đúng rồi, lên trên. Bây giờ nếu mà không có điểm canh thì canh cái gì? Canh cái đầu trước này. Đúng rồi, bên trái. Bên trái. Rồi bây giờ canh bên đây luôn nè. Lên nữa đi. Lên cái nhà xe trên. Mình sẽ canh cái bánh xe sau. Rồi lên nữa. Cái nhà mình muốn vô nhà xe này đúng không? Rồi em lên giữa nhà xe này, giữa ô này. Lên nữa. Giữa ô này. Đó, giữa ô luôn. Rồi em dừng. Đánh lấy lên. Đúng rồi. Đây thì mình ướt chân vẫn được hả thầy hả? Ngay giữa thôi, ngay giữa ô nè là giống như đầu xe của người ta. Rồi em coi cái đuôi xe của em trùng ngay chỗ giữa cái mâm. Đúng không? Giữa mâm chưa? Được chưa? Rồi hết lái vô. Đó vậy thôi ha các bạn ha. Còn cái cam này mình. Rồi, về xuống lui. Đó, thấy nó bận đầu cong không? Rồi. Bên trái nó trống thì ngó bên đây. Tiếp tục. Hẹp không? Hẹp đúng không? Hẹp. Rồi. Tiến hết lái qua phải tiến lên. Đúng, cho em sửa. Rồi dần. Hết lái lại. Đó. Đó, vậy thôi. Tại cái gấp to này nó rồi hẹp đúng không? Rồi tiến lên nữa. Hết lái qua phải tiến lên. Hẹp bên nào là cái hết lái qua phải tiến lên nha các bạn ha. Rồi, dần. Không vô nữa. Đúng rồi. Rồi em lùi. Rồi bên đây nó hơi rộng nè, chả lá thẳng lại, lôi xuống. Rồi lôi xuống. Rồi đúng rồi. Rồi em nghiêng nhẹ, lôi. Đúng, lôi. Đúng rồi, để đó, để nguyên đó. Rồi lôi, chừng nào song song em chả lá thẳng lại. Nữa. Nữa, lôi. Đúng không? Nữa, song song chưa? Miếng nữa. Đúng rồi. Tiếp. Chưa có thẳng đâu. Em nhìn ra trước nó méo không? Đúng ra thẳng là phải. Đúng rồi. Thôi lấy qua trái, lôi xuống. Rồi, trả lấy thẳng đi. Ừ. Đó, rồi, vậy thôi. Ok. Rồi, dừng lại. Bây giờ em ra bên trái em lui. Em qua bên trái vô nhà xe bên trái, mình vô tiếp. Đừng đánh lấy nhiều chứ. Không. Ừ. Trả lại bớt, coi chừng cái đuôi xe mình dướng cái đầu. Đúng rồi. Không, ngó kiến, có dướng không? Không đúng không? Rồi. Đúng rồi, trả lái lại. Thấy xe 22 không? Rồi, lên. Bây giờ mình không cần phải ngó xe sau, mình cứ canh cái vai mình ngang cái xe đó. Ừ. Rồi chưa? Này là mượn xe trước đúng không? Đúng rồi, rồi, đánh lái lên. Đúng. Rồi em tiến lên và coi cái đuôi xe mình nó sẽ trùng với cái đầu xe ha. Lên nữa. Có độ hở chưa? Có độ hở hẹp chút xíu không sao? Lên nữa. Nữa. Rồi dần. Thôi lái vô. Đó em coi cái độ hở đó để em phán đoán nha. Rồi em lui. Chỉ cần canh bên đó thôi. Tại bên đây không có xe mà. Rồi em lui. Hẹp thì em cứ trả lại thẳng vậy thôi. Cứ lui tiếp. Đó vô đẹp luôn. Được không? Được. Được thì vô tiếp. Còn vô được. Đúng rồi. Song song là thắng thôi. Rộng không? Rộng, vẫn còn rộng thôi. Rộng đúng không? Rồi dừng, hết lái qua phải tiến lên. Cái hẹp bên phải là tiến lên ha. Rồi, ok. Đó vậy thôi, ổn rồi đó. Hết lái qua trái chứ. Em muốn cái đuôi xe về đâu, đúng rồi. Rồi lui. Hết luôn, đúng rồi, song song là thắng. Hết chưa? Hết rồi, nhưng mà nó hơi bị méo. Kệ nó, lui tiếp. Song song chưa? Song song rồi. Rồi lui xuống. Ừ. Nữa, đúng rồi. Qua đây mới đúng nè, rồi lùi tiếp. Qua đây là lấy cái đầu mà đúng. Đúng rồi. Để cái đầu mình nó hẹp bên đó đúng không? Đúng rồi. Vậy thôi. Cái gấp to thì nó hơi bự nha các bạn, thì các bạn sẽ canh, quan trọng nhất là bạn canh cái đuôi xe mình với cái đầu xe đó. Cái điểm canh nó nhìn trong kiến cái nó có độ hở đều là các bạn được. Đó. Đó, các bạn nhớ chú ý nha. Rồi, bây giờ mình sẽ leo xuống. Nó bị đi xuống, đi xuống cái mình sẽ đi qua bên cái xuống dưới mình tập. Rồi hết lái qua. Cái vai mình qua là được, ngó cái đuôi xe. Ừ, hết lái chưa? Chứ em lên cao quá là dướng cái đầu, nhớ nha. Rồi, em đi theo cái mũi tên đó rồi mình đi xuống luôn. Đi theo mũi tên dưới đường lên trên. Xuống dưới luôn chứ đừng lên mang mỗi dạng lên nữa. Rồi quay trái. Rồi trả lại. Rồi đi xuống dưới luôn. Về phải. Ừ. Dạ, về phải luôn. Hết lái. Ừ. Rồi hồi nãy mình lên số nào xuống số đó đúng không? Yeah. Ừ. Thì mình chuyển qua chữ M. Đừng có thắng, em kéo thẳng xuống luôn chứ đâu cần phải thắng dừng lại chi. Kéo. Ừ đi nè, bây giờ nè, chữ D nè đúng không? Yeah. Rồi em kéo xuống nè, bóp nè, khóa hãm nè. Rồi xuống luôn. Thấy không? Đâu cần phải dừng. Nhớ nha các bạn, nhớ lưu ý nha. Các bạn sợ là các bạn dừng lại không được ha. Đánh lại vô em. Nữa. Ừ. Đường hẹp vuông góc kiến chứ không ngang góc là đánh, không mà dướng cái cây của người ta. Em nghĩ chứ dướng cây rồi quá. Thấy chưa? Sát thôi chứ chưa dướng. Ừ. Trễ quá. Em sợ á, em cứ canh kiến chứ hậu ngang góc cua quẹo em đánh thạch lái là nó sẽ vô xuống thôi. Nhớ nha, tụi em cái sợ dướng bên hông mệt ghê. Để lạnh đó này. Đây đi, lạnh. Đi xuống cái mình sẽ quẹo trái ha. Dạ. Vậy xuống dưới kia làm vố hay vố nữa cái mình chạy. Chứ không rồi bảo vệ rồi. Không rồi bảo vệ la. Ngồi bảo vệ la. Tội nghiệp mấy anh bảo vệ. Nãy hay nói với em là lên bấm lưng, lùi bấm bụng. Lùi bấm bụng. Bây giờ mình đang xuống mình cũng mở rộng thôi, mở rộng ra đúng không, mình tiến bấm lưng á, tiến bấm lưng chứ không phải là lên, thấy không, lên nó quẹo trái luôn, thấy không? Rồi nó lấy qua rồi quẹo trái luôn, đúng, trả lấy lại bớt mấy cây nhựa của người ta còn xài à. Xe ai biểu xe bự gì. Trời ơi, bự giống như con mọc đó kìa, chán thì chán. Rồi, đi thẳng lên rồi quẹo trái, như qua phải chút. Phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Rồi, quẹo đổi đèn đỏ đâu ra. Nó báo gì đó thầy ơi. Trời ơi, mấy bé kìa, em phải mở xi nhan đúng không? Rồi, ở trong đây cũng phải mở xi nhan chứ. Rồi, nó lát quá. Tốt. Rồi từ từ để coi kiếm nhà xe. Rồi đi thẳng lên luôn. Ok. Bên trái đi lên trên luôn, qua chú đó luôn. Phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Bậy. Phía trước có chú bảo vệ theo dõi cái dây xe. À, các bạn chú ý. Các bạn dây nữa là chú đuổi các bạn ra, đi lên luôn. Có cái xe này dưới. Cũng cà nhích không biết đi đường nào. Rồi đi tiếp. Bên phải nè. Lên trên luôn. Nó cà dít coi kìa. Về. Trời, gì khó vậy? Đó ta về mông bên kia luôn rồi thấy không? Ôi hay quá vậy. Bậy rồi đó. Rồi cậy nó. Cậy nó. Nó có camera lui mà lo gì. Ảnh quẹo qua phải nè. Đúng không? À, khó không? Ảnh quẹo qua phải vô nhà xe này. Rồi đi. Cái xe này nó đầy đủ hết, em đi lên. Tại nó có cam, có lui hết, có bên cánh kiến luôn không? Đây là kiếm cái nhà xe này đúng không? Thấy chưa? Ok. Rồi bên trái kìa, thấy chưa? Vai mình trùng ngay giữa đầu Innova. Bị dưới cái cửa, ông mở cửa. Không sao. Đi lên vai giữa. Lý do sao? Tại sao mình phải mượn cái xe trước? À. Rồi qua quẹo phải luôn, quẹo phải qua xe đen luôn. Quẹo phải xe đen, đúng rồi. Đó không có dướng ai hết á. Vô đây luôn hả? Đúng rồi, chính xác. Nhiều lên. Đó, nhiều lên nha, nhớ nha, thiếu thì mình thêm ha. Rồi, trả lấy lại bớt. Bên đây hả? Đúng rồi, chính nó xanh đó, canh cái vai mình. Lấy đầu qua. Đúng rồi. Trả lấy thẳng lại. Trả lấy thẳng lại. Rồi, vầy ngang chưa? Miếng nữa. Ừ, đúng rồi. Rồi, hết lái lên. Rồi, tiến lên. Coi cái đuôi xe mình. Coi nó có trùng không? Trùng ngay bánh không? Mâm không? Được chưa? Cho hố miếng em canh cái đầu bên này được không? Đúng rồi, cho em cho hố lên đi cho nó hẹp chút xíu cũng được. Cho cái đầu xe trên đó. Rồi. Rồi. Hết lại vô. Em coi cái biên độ nè, cái độ hở giữa cái thân xe mình nè. Thấy không? Cái thân xe mình nè. Đó với cái đầu xe của người ta. Rồi em lui. Hẹp thì cứ trả lại thẳng lui, vậy thôi. Ngó trái. Hẹp không? Trả lại thẳng lui xuống chút. Rồi. Ok, dừng. Rồi đánh lái vô. Còn hẹp nữa trả lên thẳng lui tiếp để cho các bạn có cảm giác rộng không? Hẹp. Rồi trả lên thẳng lui xuống. Rồi chưa? Dần. Rồi hết lãi vô. Cứ bánh trụ nằm cái đó mình đánh nó không bị dướng. Dướng không? Nó hơi hẹp nhưng mà vẫn vô được. Được, vô được, không ngó đâu, ngó đây. Tiếp tục lui. Nữa. Nữa. Bên này thì chuẩn bị hẹp. Rồi bên trái rộng không? Trái rộng. Chưa, xuống nữa chút đó đi, chưa, xuống chút nữa. Cho nó cảm giác xuống chút nữa nè. Nữa. Nữa đi. Đừng có sợ, nữa đi. Nữa đi. Nữa đi. Rồi hẹp bên nào? Dần. Đánh hết lái qua đó. Rồi tiến lên nhẹ cái là song song đẹp à. Song song với xe trước luôn á. Ha. Nữa, cho song song thẳng với xe trước nữa. Chưa thẳng. Rồi chưa? Rồi trả lên thẳng lui. Ok. Tiếp tục. Nữa. Đó. Bây giờ mình không cần phải đúng ô, để thẳng đi, để thẳng lái em. Ừ. Rồi dần lại. Trả lại bơi đi. Bây giờ mình không cần phải đúng nha. Tại vì cái gấp to này nó bự quá. Đúng không? Gấp to hơi bự nha các bạn ha. Miễn sao mình tôi vô không dướng như người ta được rồi. Các bạn thấy không? Đó. Cũng vậy được thôi, tại xe trước nó đậu méo, mình miễn sao mình vô được rồi. Các bạn thấy rõ ràng không? Với mình thẳng với xe trước là được. Các bạn lưu ý nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn đấy vô nhà xe này. Thì đầu tiên các bạn phải chạy vậy nè, vòng lên, đưa cái mông vô. Đó, đưa cái mông vô. Đó, các bạn chú ý nha. Đúng rồi, lên nữa. Lên. Đúng rồi, tốt. Ok, đúng rồi đó. Tiến lên trên luôn. Tiến lên trên luôn. Đó. Đó, lên trên chút nữa. Lên nữa. Lên luôn, đúng rồi, đưa cái mông mình vô đây nha. Các bạn thấy không? Đó, lên nữa đi em. Rồi. Hết lái vô. Rồi được rồi, hết lái vô. Đó các bạn thấy không, cái biển đồ cộng nó vô này nè. Tốt, lui. Rồi hẹp các bạn trả. Đúng rồi, dừng lại, đúng. Cái hẹp bên nào, vô nhà xe nào các bạn trả lại thẳng các bạn lui ha. Tốt. Tốt, đúng rồi. Rồi hẹp bên nào em? Hẹp bên nào? Hẹp bên nào? Hẹp bên nào? Hẹp bên nào? Ừ, đánh lái bên đâu? Hẹp bên nào đánh hết lái bên đó nha các bạn. Tại bạn ấy hơi vô sâu chút xíu. Tiến lên, song song là thắng. Rồi chưa? Rồi trả lái thẳng. Ai biểu mua xe bự quá anh chi. Rồi đánh lái qua bên trái chút xíu cho cái đầu xe mình qua bên kia. Không, đánh lái bên trái chứ. Đúng rồi, lùi xuống cái nữa. Thì cái đầu xe nó mới mở ra. Nữa. Rồi, song song chưa? Trả lái thẳng. Ok. Các bạn thấy không? Nó khó cái là xe bạn lớn quá, bự quá. Cũng được, ổn, tạm ổn cho những bạn mới. Không sao. Không có được đẹp mấy nhưng mà cũng được, tạm ổn. Mình hiểu được bài là mình sẽ khỏe. Các bạn thấy không? Hiểu được bài là mình sẽ vô được khỏe nha. Rồi thôi cộng lòng miệng mọi người nha. Chúc mọi người có lấy trải nghiệm tốt. Chúc mình hướng dẫn thêm nữa vài đường nữa cho bạn ấy nha. Bye bye mọi người nha.